Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị hai lô đất liền kề chính chủ không qua trung gian nha anh chị. Hiện tại em đứng trên con đường huyện lộ 16C. Trước mặt mình là ủy ban xã nha anh chị. Ủy ban xã Long Vĩnh. Bên hông mình là chợ Long Vĩnh nè anh chị. Em đi trời hơi trưa chút, cũng hơi tan chợ rồi. Đó. Thì cái lô đất đi vô con đường này nha, mặt tiền trên con đường nhựa này luôn. Cách cái chợ này chạy chưa tới 1 phút đi xe nữa là tới nha anh chị. Đường rất là thông thoáng, xe tải hai chiếc chạy đối đầu với nhau né bình thường nha. Đó, đi vô hướng này thì cái mảnh đất này chính chủ không qua trung gian. Anh chị nào cần liên hệ số điện thoại chị vào trên màn hình. Chút xíu em ghim số điện thoại chị vào trên màn hình nha. Anh chị nào cần liên hệ trực tiếp không qua trung gian nha anh chị. Thì cái địa chỉ của đất này là ấp Vĩnh Quế, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đó. Bây giờ anh chị đi theo em đi nha. Rồi, miếng đất mặt tiền trên con đường này rất là đẹp. Anh chị nào mà thích về ở, nghỉ dưỡng, mua đầu tư là cũng ok luôn. Đó, giờ anh chị đi theo em vô nha. Từ cái chỗ này đi chạy vô chổng đúng 18 cái cột điện là tới nha anh chị. Chạy 18 cái cột điện là tới. Ở trong đây thì ủy ban xã, trường chợ sát bên luôn. 1 phút đi xe là anh chị chạy có tất cả. Ở đây thì coi cái này gì đây. Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa ở đây anh chị. Ở đây là trường mầm non. Đó, ở đây là trường mầm non xã Long Vĩnh. Ở ngoài kia thì trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở đây thì có đầy đủ nha. Quán cà phê đầu bên đây đều có đầy đủ. Ăn uống, quán ăn nhanh đều có đầy đủ nha anh chị. Đường thì ok. Dân cư ở thì đông đúc. Mình chạy qua cái cua ở dưới ngoài đây chút xíu là tới rồi đó anh chị. Chạy đúng 18 cái cột điện là tới. Chạy thì tự quải chạy vô đây chưa tới 1 phút đâu anh chị. 18 cái cột đèn là tới rồi. Đây. Tới phía trước chỗ đông đông người đó, người ta đang phóng lúa là tới rồi đó anh chị. Ở đây mình có hai nền đất nha. Mỗi nền thì bề ngang 5,5 m, bề dài vô. Để em coi sổ cho kỹ lại rồi em báo cáo với anh chị cho rõ ràng nha. Chào anh chị, hiện tại em đang tới đường Thế An A, Phú Quế. Đường nhựa nha anh chị. Đường này là ok luôn. Ở đây em có hai nền đất. Để em coi diện tích nè, bề dài nè. Bề dài là 30 m, bề ngang là 5,5 m. Mặt tiền trên con đường này tổng diện tích của nó là 164 m². Có 100 thổ cư. Giá bán của mỗi lô đất là 580 triệu nha anh chị. Thương lượng trực tiếp ngay số điện thoại của chị vào, số điện thoại của chị vào trực tiếp số điện thoại nha. Từ cái điểm này nha. Đó. Đi qua tới cái cột điện bên đây là 11 m. Đó. 11 m nha anh chị. Từ bên đó qua 11 m là hai lô nha anh chị. Cái cọc là đo đúng 11 m nha anh chị. Đây mình có hai sổ hồng riêng có sẵn rồi. Đây là cái hình thửa đất nha anh chị. Ấp Vĩnh Quế, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích của nó là 164 m², có 100 m đất ở nông thôn nha anh chị. Thì ở dưới đây có 12 m thuộc hành lang bảo vệ. Còn bên đây là cái hình của thửa đất mình, bề ngang 5,5 m nè. Bề dài thì anh chị có thể cộng vô nha. Cộng vô là đúng 30 m đó.
có 2 mét mấy hành lang bảo vệ phía trước. Chủ kêu bán mỗi lô là 580 triệu nha anh chị. Thương lượng trực tiếp ngay số điện thoại của chị Giàu, chủ đất nha. Đây là nó dài đã tới phía sau rồi đây nè. Trời mới mưa xong đó anh chị, nên nó còn hơi ướt một chút. Để em lội ra phía sau quay cho anh chị xem. Nước nó còn hơi sạch sạch, nó ạch ạch. Ở đây đất thì cái nền nó cao bằng mặt đường rồi anh chị, anh chị khỏi lo vấn đề đó nha. Đó, đây mấy ruộng, đây cái cọc phía sau đây của mình đây nè anh chị, đây cái cọc tới nửa mấy ruộng nha. Ở đây cái cọc đây nha anh chị, đó đường xá thì phía trước mình thì view kênh đồng ruộng ok. Ở dưới đây thì quanh năm không khí thoáng mát lắm anh chị ơi. Đất thì có thổ cư sẵn, về thì cắt nhà lên là ở thôi. Chủ cần tiền nên bán cái giá này. Ở đây cái hướng này nè, anh chị chạy ra quyện lộ 08 sát bên quyện lộ 11. Ở phía trước ngã ba phía trước là quyện lộ 11 rồi đó anh chị. Nè, ngã ba phía trước nè. À, tới ngã ba phía trước thì ok. Đi chạy lại dạo đằng đây coi cái khúc này các em ơi. Rồi chở anh luôn đi. Coi khúc ngoài đây đường xá rồi cho anh chị coi luôn. Để máy lên. Đó. Xung quanh thì không có mồ mả gì hết á anh chị. Đất rất là đẹp. Bề ngang 5,5 m, bề dài 30 m. Có 100 mét thổ cư. Giá bán là 580 triệu nha anh chị. Rồi, đây là đường quyện lộ 11 ha. Đây là đường xe 10 tấn. Anh chị chạy về thị xã Gò Công cũng được nè. Cái hướng này thì tới chút xíu nữa cũng tới giáp cái đường ngã ba giao nhau luôn rồi. Ở đây thì đường xá nó thông đi nhiều ngã lắm anh chị. Phía trước thì có 2 chiếc xe tải né nhau chạy bình thường nha anh chị. Đường rất là rộng. Đó, đường ok. Hướng này nè anh chị chạy về thị xã Gò Công chắc đâu tầm 10 cây tới 11 cây. Từ thành phố Hồ Chí Minh đó, anh chị chạy về đây rất là gần luôn. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị chạy về đây chắc cỡ 65 cây là tới đó nha. Từ Mỹ Tho anh chị chạy xuống đây là 25 tới 30 cây. Long An anh chị chạy qua đây cỡ 30 cây luôn nha anh chị. Đường rất ok ha. Rồi thì tới đây em xin kết thúc cái video nha anh chị. Nào cần liên hệ ngay số điện thoại trực tiếp của chị Giàu trên màn hình.